6 loại rau củ là kho dưỡng chất cho cơ thể, làm sạch đường ruột nhanh chóng. Muốn có bộ máy tiêu hóa tốt, ngừa táo bón, mọi người nên chọn các thực phẩm giàu chất xơ và có tính mát. Sau đây, Cuộc Sống Hạnh Phúc xin gửi tới bạn 6 loại thực phẩm tốt cho đường tiêu hóa bạn không thể bỏ qua, đó là 1. Súp lơ xanh, giảm cholesterol và đường huyết, tốt cho tim mạch. Súp lơ xanh là một trong những loại rau ăn có chứa nhiều vitamin C, vitamin A, vitamin K, vitamin B9. Súp lơ xanh còn có một số khoáng chất như kali, phosphor, sắt và selen. Đặc biệt, súp lơ xanh còn có nhiều chất xơ giúp cải thiện tình trạng táo bón. Loại rau này cũng rất tốt cho người có bệnh lý tim mạch, giúp giảm cholesterol, đường huyết. Lưu ý, để giữ trọn vẹn dưỡng chất trong súp lơ xanh, mọi người nên luộc hoặc hấp vừa chín. 2. Giá đỗ giàu dinh dưỡng. Một loại rau nhiều dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, cần được nhắc tới là giá đỗ. Giá đậu xanh hoặc giá đậu nành đều có hàm lượng dinh dưỡng cao, giàu chất xơ, vitamin C. Thường xuyên ăn giá, không chỉ ngừa táo bón, mà còn đẹp da, trị đờm. Giá đỗ có thể ăn sống, trộn gỏi, xào, luộc, nấu canh. Giá đỗ khi ăn nên chọn giá tươi, không dập. 3. Quả bầu, giải độc, thông đại tiện. Bầu là loại quả phổ biến ở Việt Nam. Đây là loại quả có nhiều chất dinh dưỡng mà ít người ngờ tới. Quả bầu giàu vitamin A, kali, magie, chất xơ, tốt cho sức khỏe. Bầu có tính mát, có công dụng giải nhiệt, giải độc, lợi tiểu, thông tiện. Tuy nhiên, những người bị phong hàn, khó tiêu nên hạn chế ăn, vì bầu có tính mát nên sẽ gây lạnh bụng nếu ăn nhiều. 4. Củ cải, cải thảo, bắp cải, thải độc hệ tiêu hóa. Trong các thực phẩm giúp làm sạch đường tiêu hóa, tốt cho sức khỏe, có thể kể tới củ cải. Củ cải trắng và đỏ đều giàu vitamin C, giúp đẹp da, giảm huyết áp. Đây cũng là thực phẩm có thể sử dụng để phòng ngừa táo bón. Trong đông y, củ cải có tính ngọt, mát, vị cay, công dụng giải độc, giải nhiệt, hóa đờm. Còn cải thảo là loại rau rất giàu chất xơ, hàm lượng vitamin A, C và các chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe. Theo đông y, cải thảo cũng có tính hàn, vị ngọt, có tác dụng trừ nhiệt, giải độc, thông tiện. Trong các thực phẩm tốt, loại bỏ độc tố cho đường tiêu hóa, không thể bỏ qua bắp cải. Bắp cải giàu vitamin, chất xơ, giúp làm sạch đường tiêu hóa. 5. Cà rốt. Cà rốt là loại thực phẩm chứa nhiều vitamin A, cung cấp 428% giá trị khuyến nghị hàng ngày, chỉ trong một cốc, nặng khoảng 128g. Cà rốt chứa beta-carotene, đây là một chất chống oxy hóa, giúp cà rốt có màu cam và có thể giúp ngăn ngừa ung thư. Khi nghiên cứu sâu hơn, các nhà nghiên cứu đã tiết lộ rằng với mỗi khẩu phần cà rốt mỗi tuần sẽ làm giảm 5% nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt của những người tham gia nghiên cứu. Một nghiên cứu khác cho thấy ăn cà rốt có thể làm giảm nguy cơ ung thư phổi ở những người hút thuốc lá. Khi được so sánh với nhóm người ăn cà rốt ít nhất một lần mỗi tuần, thì nhóm người tham gia có hút thuốc nhưng không ăn cà rốt có nguy cơ hình thành bệnh ung thư phổi cao gấp 3 lần. 6. Đậu Hà Lan. Đậu Hà Lan được coi là một loại rau giàu tinh bột, nên đây là thực phẩm có lượng cáp và calo cao hơn so với các loại rau không chứa tinh bột khác và có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu khi bạn ăn một lượng lớn. Tuy nhiên, đậu Hà Lan lại vô cùng bổ dưỡng. Một chén nặng khoảng 160g đậu Hà Lan đã nấu chín sẽ có 9g chất xơ, 9g protein và các loại chất dinh dưỡng khác như vitamin A, C và K, niacin, folate và thiamin. Bởi vì chứa nhiều chất xơ, đậu Hà Lan hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa bằng cách tăng cường vi khuẩn có lợi trong đường ruột và thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên. Khi bị táo bón do các thói quen sống không khoa học, việc bổ sung rau củ nhiều chất xơ sẽ giúp cải thiện tình trạng tiêu hóa. Nên bổ sung thêm các loại trái cây như bơ, táo, chuối, đu đủ. Song song với đó, cần ghi nhớ uống nước đúng, đủ sẽ hỗ trợ nhu động ruột, giúp quá trình tiêu hóa dễ dàng hơn.